Phiên giao dịch sáng hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2021, vàng trong nước điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên lượng, trong khi giá vàng thế giới bật tăng trước cuộc họp của Fed. Diễn biến này đã thu hẹp giá chênh lệch giữa hai thị trường xuống ngưỡng 6,8 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn mức 7,2 triệu đồng trên lượng trong phiên giao dịch hôm qua. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên chiều tối nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên sẽ là một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều hôm nay, cụ thể vào lúc 10 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 56,50 cho đến 57,22 triệu đồng trên lượng. Giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Vàng SJC trên hệ thống Phú Quý niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 56,60 cho đến 57,40 triệu đồng trên lượng. Chỉ mua vào và bán ra cùng giảm 100.000 đồng trên lượng so với chốt phiên ngày 27 tháng 7. Vàng Doji trên thị trường Hà Nội niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 56,70 cho đến 57,70 triệu đồng trên lượng, đi ngang ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Cùng thời điểm 10 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.806,37 USD trên 1 ounce. Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này. Các quan chức Fed có khả năng khẳng định sau cuộc họp kéo dài 2 ngày rằng sự phục hồi mạnh mẽ của Mỹ và kế hoạch thay đổi chính sách vẫn đang diễn ra. Các biện pháp kích thích lớn có xu hướng hỗ trợ cho vàng thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát và giảm giá tiền tệ. Tuy nhiên, theo chuyên gia nhận định, dù giá vàng tăng trong phiên sáng nay, nhưng kim loại quý này vẫn thiếu hấp dẫn đối với nhà đầu tư bởi các báo cáo kinh tế tiếp tục cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất. Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank đang theo dõi sự phân hóa ngày càng tăng trên hai thị trường kim loại vật chất lớn nhất thế giới. Cụ thể như sau, tại Trung Quốc ghi nhận nhu cầu vàng mạnh mẽ trong nửa đầu năm, ngược lại tại Ấn Độ phải vật lộn với đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc tới nhu cầu của kim loại quý. Trích dẫn dữ liệu thương mại từ chính phủ Trung Quốc, Ngân hàng Đức cho biết gần 31 tấn vàng đã được vận chuyển từ Hồng Kông vào nước này trong tháng trước. Theo Carlton Fitch, nhà phân tích kim loại quý và là tác giả của báo cáo mới nhất cho biết rằng, con số này nhiều hơn 9 tấn so với tháng 5 và là con số cao thứ hai kể từ tháng 12 năm 2019. Ngân hàng Commerzbank lưu ý rằng hơn 130 tấn vàng đã được chuyển đến Trung Quốc từ Hồng Kông trong nửa đầu năm. Đồng thời hơn 100 tấn vàng đã được vận chuyển từ Thụy Sĩ đến Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo Carlton Fitch cho biết như sau, sự quan tâm của Trung Quốc đối với vàng có thể đã được thúc đẩy vào tháng 6. Do giá thấp hơn đáng kể trong nửa cuối tháng sau khi giá ở Trung Quốc vẫn giao dịch ở mức giảm đáng kể so với giá quốc tế vào đầu tháng. Trong khi Trung Quốc nhận thấy nhu cầu tăng, ngân hàng Commerzbank lưu ý rằng nhu cầu tại Ấn Độ vẫn yếu. Cả nước chỉ nhập khẩu 16,5 tấn vàng trong tháng trước, tăng 5 tấn so với tháng 5. Và Carlton Fitch cho biết thêm, giá giảm vào giữa tháng 6 và việc dỡ bỏ các hạn chế về virus corona dường như đã không khơi dậy bất kỳ mối lực mua lớn nào. Các nhà kinh doanh vàng trong nước thậm chí đã buộc phải quyết định cung cấp các chiết khấu hào phóng hơn đối với giá vàng trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi vào bảng giá vàng chi tiết trong nước trong phiên chiều tối nay, sau đây là một số thông tin về tỷ giá ngoại tệ trong nước. Vào ngày hôm nay ngày 8 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng trên USD được áp dụng trong ngày ở mức 23.218 Việt Nam đồng trên 1 USD, tăng nhẹ 1 đồng so với mức công bố trước đó. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay ít biến động. Cụ thể trong lúc 10 giờ hôm nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 22.880 đồng cho đến 23.110 đồng trên 1 USD, giá mua và giá bán đứng nguyên so với phiên hôm qua. Tại ngân hàng BIDV, niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 22.910 cho đến 23.110 Việt Nam đồng trên 1 USD, mua vào và bán ra không có sự thay đổi so với chốt phiên chiều hôm qua. Tại ngân hàng Techcombank, niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 22.885 cho đến 23.100 Việt Nam đồng trên 1 USD, đi ngang ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên 27 tháng 7. Tại ngân hàng Vietinbank, niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 22.887 cho đến 23.107 Việt Nam đồng trên 1 USD, tăng 3 đồng ở chiều mua và chiều bán so với cuối ngày hôm qua.
Tại ngân hàng Exim Bank, niêm yết giao dịch mua bán đứng ở ngưỡng 22.910 cho đến 23.090 Việt Nam đồng trên 1 USD, ngang giá chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Tại ngân hàng Maritime Bank, niêm yết giao dịch mua bán đứng ở mức 22.905 cho đến 23.105 Việt Nam đồng trên 1 USD, chiều mua vào và bán ra cùng giảm 5 đồng so với chốt phiên trước đó. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục đi ngang ở chiều mua và bán so với niêm yết trước đó. Cùng thời điểm trên thì tại thị trường Hà Nội, đồng USD giao dịch mua bán quanh mức 23.140 cho đến 23.180 Việt Nam đồng trên 1 USD. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là tổng hợp một số thông tin tại thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000, cùng giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.680.000, bán ra 5.755.000. Doji Hà Nội mua vào 5.670.000, bán ra 5.770.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000, cùng giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 5.660.000, bán ra 5.740.000, cùng giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.660.000, bán ra 5.715.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.660.000, bán ra 5.710.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố vẫn chỉ giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra và hầu như không có sự thay đổi so với phiên giao dịch trưa nay. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000. SJC Nha Trang mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000. SJC Cà Mau mua vào 5.650.000, bán ra 5.722.000. SJC Bình Phước mua vào 5.648.000, bán ra 5.722.000. SJC Huế mua vào 5.647.000, bán ra 5.723.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. SJC tại thị trường miền Tây mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.650.000, bán ra 5.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.652.000, bán ra 5.725.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhận bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.085.000, bán ra 5.155.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 5.055.000, bán ra 5.125.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào là 4.974.3 nghìn, bán ra 5.074.3 nghìn, giảm 49.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào là 3.659.1 nghìn, bán ra 3.859.1 nghìn, giảm 38.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 2.803.2 nghìn, bán ra 3.003.2 nghìn, giảm 29.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào là 1.952.3 nghìn, bán ra 2.152.3 nghìn, giảm 21.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên chiều tối nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.